Quên thiếu dây đẩy à? Ừ, từ vang xuống. Ừ, cứ bảo sao không kêu. Quên con dây đẩy. Quên có sẵn rồi. Đây bộ này của ai nhỉ chị Ngọc? Anh Minh ở Bắc Ninh. Bộ này anh em chúng em đang ghép cho anh Minh ở Bắc Ninh. Bộ này gồm đôi lan cây VK900, gồm 2325, một quả trầm 260 màu đỏ gỗ. Đó, nhìn rất là hợp màu sắc các bác nhé. Thì trong cái bộ này thì gồm cục đẩy D500 Pro này, một chiếc T9 Pro, một chiếc vang linh hồn bộ dàn cao kê ngày hôm nay, một chiếc nâng tiếng CB800 Ultra và một cặp mic VK321 nữa. Đó. Cực kỳ xịn sò các bác nhé. Gọn nhẹ, đơn giản mà lại hiệu quả, dễ sử dụng. Ừ, nhân tiện đây thì bưu điện người ta cũng qua đang lấy hàng đây. Hôm nay vào trong hàng đi ngập nhà luôn các bác nhá. Hàng đi ngập nhà. Trong tình hình Covid khó khăn như này, người rất nhiều anh em vẫn đang vẫn ủng hộ cho Hoàng Long rất là nhiệt tình. Thì một lần nữa rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác đã dành cho Hoàng Long. Cái hàng không còn cái lối mà đi nữa cơ. Nhưng mà trong thời gian Covid như này thì anh em cứ ngồi tại nhà thôi. Em sẽ gửi hàng về tận nhà cho các bác nhé. Đánh lùi cái xe ra để cho các cái hàng này nó ra được dễ dàng. Vang này là vang 6G này. Đấy. Đây là con này là con trầm T8i này. T8i cho anh Liên này. Anh Liên Nam Định này. Có rất rất nhiều các bác nhé. Đây. Trong bên ngoài, bên trên, bên dưới. Đó. Đây là con trầm, con này con VK720 bát 40 đây. Covid như này thì anh em cứ ở nhà đi, xong rồi chúng em sẽ gọi điện về tận nhà. Em sẽ gửi hàng về tận nhà cho các bác nhé. Chắc là trên chuyến xe ngày hôm nay sẽ vừa đầy vừa kịp. Bình thường là trong cái tình hình bệnh dịch như này thì Hoàng Long chúng em không tiếp đón được các bác và anh em tận nơi, thì bên đây chỉ thị của thành phố. Nhưng mà hàng thì chúng em sẽ phải gửi qua bưu điện cho các bác thôi, các bác nhé. Sau khi hết bệnh dịch rồi thì anh em có thể đến tận nơi và chúng ta cùng giao lưu với nhau sau. Đấy các bác nhé, còn hiện tại bây giờ thì chỉ có gửi đi bưu điện được thôi. Còn cái bộ này ngày hôm nay thì không kịp đóng thì gửi đi nhỉ. Sáng mai đi lắp à? À, Bắc Giang vẫn đi lắp được đúng không? À, Bắc Ninh vẫn đi lắp được. Đây, bộ này thì xin lỗi các bác, em cứ tưởng là gửi bưu điện, nhưng bộ này thì sẽ đi mai đi lắp cho các bác. Ở Bắc Ninh vẫn đi lắp được các bác nhé. Đấy, còn anh em ở xa thì chắc chắn là phải gửi bưu điện thôi, không còn cách nào khác. Và một số vùng nào mà không bị phong tỏa đấy thì là mới gửi hàng được các bác nhé. Còn ở khu vực nào mà phong tỏa mà đang cách ly xã hội đấy thì các bác vui lòng là chờ sau khi hết giãn cách thì chúng em sẽ ship hàng cho các bác. Đây đang anh em vẫn đang liên tục vận chuyển hàng ra xe. Thì trong cái lúc này thì anh em chúng em đang test nốt cái bộ này nữa cho kịp thời gian các bác nhé. Anh em cũng nghe tiếng có những bộ dàn này, đây là đang để mộc, chưa chỉnh gì cả các bác nhé. Này bật thêm qua quả trầm nữa này. Đây nên còn trầm nên các bác anh em cùng nghe. Đây là trầm 260 bản màu gỗ các bác nhé. Bản này giá rất rẻ. Giá niêm yết trên web là hiện tại là 3,2 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì Hoàng Long chúng em đang có cái giá yêu thương cho các bác này, còn có 3 triệu thôi. Đấy, tuyệt vời các bác nhé. Đấy, đấy là nghe nhạc. Còn bây giờ em sẽ chuyển sang cho anh em cùng nghe nhạc không lời. Tí tách du dương, cực kỳ tuyệt vời, rất là ngọt. Đấy, đấy tiếng tí tách leng keng các bác nhé.
rất hay. Nói chung là cái bộ này thì cực kỳ dễ sử dụng mà rất hay nữa các bác nhá. Anh em có thể chỉnh được theo ý muốn, ví dụ thích nhiều chép chúng ta tăng ở đây. Đấy, thích nhiều bass thì chúng ta tăng ở đây. Và thích tăng giảm trầm thì chúng ta sẽ tăng giảm ở đây các bác nhá. Rất là dễ sử dụng thôi. Cái bộ này thì anh em chúng em sẽ, nếu anh em ở xa thì chúng em sẽ đóng gói thành một kiện và căn chỉnh cũng như đấu nối sẵn dây jack cho các bác. Sau đó thì anh em về là chúng ta cứ cắm điện vào là chơi thôi. Và một lần nữa rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác đã dành cho Hoàng Long trong thời gian vừa qua. Anh em có quan tâm về những bộ dàn cao kê giá rẻ từ bình dân cho tới tầm trung hay tới cao cấp thì bọn em đều cung cấp đầy đủ cả các bác nhé. Rất 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 nhiều những sản phẩm hàng chính hãng và khi phối ghép đồng bộ thì chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Và anh xin phép tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.